Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chữa cái bài hôm trước. Bài hôm trước thì cũng là một cái bài thiên về phát triển game, nên là nó sẽ liên quan tới design nhiều. Ngày trước cái kinh nghiệm của chị thì nó không liên quan nhiều đến việc phát triển game, mà nó liên quan tới phát triển app, các cái app liên quan để phục vụ cho cuộc sống ấy, ví dụ như là bán hàng này, y học này, rồi các cái app về nhà hàng này, về siêu thị này. Nhân thì hôm nay thì chị có nhận được một cái bài này của một bạn và sẽ cùng dịch cái phần liên quan tới phát triển game, phát triển app như thế này và cùng chia sẻ với mọi người một số các cái kinh nghiệm mà chị áp dụng trong cái bài dịch này. Nếu như mà có cái phần nào mà nó còn chưa thực sự hợp lý thì cũng rất là mong cả nhà có thể comment và góp ý. Buổi ngày hôm trước ấy thì chị cũng có dịch một cái bài dịch Việt-Nhật và cũng nhận được một số các comment góp ý từ phía các bạn và rất là vô cùng trân trọng cái điều đấy. Khi mà mình làm ấy thì nhiều khi là có những cái mà mình không nghĩ ra hoặc là rõ ràng là mình sử dụng rất là nhiều nhưng mà cái lúc mà mình dịch bài thì mình cũng không có tìm ra được cái phương án gọi là đúng đắn nhất chẳng hạn. Thì thông qua những cái buổi video chia sẻ như thế này thì là mong là chúng ta sẽ có thể trao đổi được với nhau nhiều hơn. Nếu như mà có bất kể cái comment nào thì các bạn hãy để lại bên dưới và chúng ta sẽ có thể cùng học hỏi với nhau trên cái tinh thần gọi là bình đẳng và tích cực nhất có thể. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng vào cái phần bài dịch này. Cái phần mông đai ở bên trên đây là phần tiếng Nhật, cũng tương tự như là cái buổi trước thì nó sẽ có cái phần chú thích ở đây. Đây là cái phần tiếng Việt mà có một bạn gửi phần dịch đó cho chị để chị check. Còn cái phần xanh xanh này là cái phần mà chị có chỉnh sửa một chút để mà đưa ra được cái đáp án cuối cùng mà chị nghĩ là nó có thể hợp lý. Phần bên trên này chúng ta sẽ cùng đọc tiếng Nhật là Shin Delela Magic Effecto Ô imagista accessory no sakuse o onegai shimasu. Ở đây mình sẽ thấy cái phần chú thích ở đây là cái nội dung order hướng dẫn họa sĩ vẽ. Nên là cái từ sakuse ở đây bạn đang để nó là tạo các cái phụ kiện mới. Hay còn gọi chị sẽ để luôn nó là, tại vì là hướng dẫn họa sĩ vẽ mà, nên là mình cũng có thể đổi nó thành luôn là nhờ anh vẽ, đúng không? Nhờ anh thực hiện vẽ các cái accessory là các cái phụ kiện hoặc là các cái trang sức. Nó có cái image. Image ở đây là với cái hình ảnh và với cái hình dung. Thì đúng là kiểu là nó có một cái image sẵn rồi. Ví dụ như là với cái công chúa Lọ Lem thì là người ta có một cái là bản 3D, các cái hình ảnh về công chúa Lọ Lem đã được dựng ở thành phim của Disneyland chẳng hạn, đúng không? Thì là image ở đây là hình dung theo cái kiểu như vậy. Thì ở đây các bạn đang để là hãy tạo các cái phụ kiện với cái hình ảnh của hiệu ứng Cinderella Magic cự thì cũng được. Còn chị ở đây chị đổi một chút thôi. Đó là nhờ anh vẽ các cái nhờ anh vẽ trang trí, nhờ anh vẽ các cái trang sức hoặc là các cái phụ kiện với cái hiệu ứng phép thuật như là phim, giống như kiểu bộ phim Cô bé Lọ Lem. Thì cái từ image ở đây là hình dung, nhưng mà mình cũng thể hiểu là với cái hiệu ứng như thế, với cái hình ảnh kiểu như vậy, đúng không? Tiếp đến là cái phần dưới đây thì bạn dịch khá là sát rồi, đó là ố sang cô ní, đúng không? Tham khảo cái hình ảnh đầu tiên để mà vẽ cái họa tiết dây trang trí và cái hiệu ứng phối màu. Ở bên dưới đây các bạn sẽ thấy 1, 2 và 3, 4 là các cái hình ảnh mà người ta đưa ra để giải thích cho cái phần nội dung ở tiếng Nhật ở đây. Thì ở đây mình chỉ áp dụng một cái công thức, đó là nani nani o, nani nani ni. Sự cái cấu trúc này dùng vô vàn nhiều luôn trong rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau. Thì là mình sẽ áp dụng cái này trong thực tế, gọi là lấy cái hình ảnh đó để tham khảo, lấy cái gì đó là quan trọng, điều gì đó là tốt, điều gì đó là duy nhất, thì gì đó thì là nani nani o, nani nani ni. Sự thì là hãy tham khảo cái hình ảnh một để vẽ cái họa tiết trang trí, đúng không, và cái hiệu ứng phối màu, rồi tham khảo cái hình hai để mà cho cái phần trang trí phía trên, rồi thay đổi thành
cái tinh thể băng, cái motif ở đây là cái mô típ, cái gesso ở đây là các cái tinh thể băng, mô típ tinh thể băng là cái hình ảnh số 2 ở đây này. Mọi người thấy cái hình ảnh số 2 ở đây chưa? Là các cái rô bự nô xô sốc ở đây, nó chính là các cái phần trang trí ở phía phần bên trên ấy. Nó chính là cái hình ảnh số 2, mình sẽ thấy có các cái tinh thể băng rồi các cái dây dây kiểu rất là long lánh như này. Thì là mình sẽ tham khảo cái hình ảnh số 2 của cái cho cái phần trang trí phía bên trên, rồi thay đổi thành cái kiểu trang trí thủy tinh và tinh thể băng. Rồi bố cục cái layout đúng không? Cái hai chi ở đây là bố cục cái layout đấy, thì tham khảo hình số 3. Còn cái hai số cự đây là cái phân bố về mặt màu sắc đúng không? Hay còn gọi nó chính là cái cách phối màu đấy. Thì là mình sẽ tham khảo cái hình số 4 ở đây, nó sẽ có cái từ tông màu, thì nó chính là cái từ kê. Kê ở đây là người ta đã giải thích rất là rõ ràng rồi. Tiếp đến là cái phần câu số 2. Cái câu số 2 ở đây thì cũng không có cái gì sửa nhiều lắm. Có một số cái như là ugoite nai kigasuru, là tôi có cái cảm giác như nó đang không chuyển động, chứ không phải là không có thay đổi đúng không? Thì mình sẽ chữa cái đấy thành là tôi có cảm giác rằng là cái đấy nó không 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 chuyển động. Cái số 1 ở đây nó chính là cái phần màu xanh lá cây đúng không? Thì đây cái phần màu xanh lá cây ấy, nó chính là cái phần này này đúng không? Thì tôi có cái cảm giác nó đang không được chuyển động lắm này. Thế nên là mình sẽ phải dám chơi cả Stekudasai, là nhờ anh hãy thêm một cái animation kiểu như là kết hợp giữa cái sự chuyển động của cái dây bell, của cái dây thắt lưng, và nó sẽ hiệp paradeiru ở đây là cái nuno ở đây là cái vải ấy, nó sẽ hơi có một cái gì đấy nó bị kéo và nó nhăn nhăn một chút. Thì đây là một cái hình ảnh mà mình search được ở trên Google thôi. Thì cái phần màu đỏ đỏ đây này, các bạn nhìn thấy cái màu phần đỏ đỏ đấy không? Thì là khi mà mình giơ cái tay áo lên, hoặc là mình cái tay của mình nó cử động ấy, thì cái áo của mình nó cũng sẽ di chuyển theo đúng không? Và cái phần màu đỏ ở đây nó chính là cái nuno, là cái tấm vải của mình ấy, nó sẽ bị kéo căng ra một chút. Nhưng mà căng ở đây là theo cái kiểu là căng thành những cái nếp gấp, căng thành những cái vệt nhăn, thì nó chính là cái nuno ga hipparadete dekiru mono. Nên là cái phần ở đây ý, mình sẽ để là gì? Hãy thêm animation kiểu như là dây vải sẽ có cái đường, có những cái đường vết nhăn kết hợp cùng với cái chuyển động của thắt lưng, thì là mình sẽ để như vậy. Tiếp đến cái phần màu đỏ và cái phần màu xanh lam ấy, thì là bạn đang dịch khá là đúng rồi, đó là hãy thêm một ít nét uốn đúng không? Hoặc là thêm một chút cái độ cong đúng không? Nét uốn ở đây hay còn gọi là cái độ cong, để cho cái dây thắt lưng của mình nó mềm mại này. Tiếp đến là cái phần màu xanh lam, thì hiện tại phần này có độ cứng trông như corset. Cái kiểu corset nó chính là cái phần số 3 của mình ấy, nó chính là kiểu nó không được mềm đúng không? Nên là hãy thay đổi một chút để có cái sự mềm mại của cái tấm vải. Nên là cái Yawarakasa o Hyogen Shite Kudasai, thì các bạn đang dịch đúng rồi. Thay đổi một chút cái hình dạng của nó để mà có được cái sự mềm mại. Ở cái phần số 3 ở đây thì các bạn hơi nhầm một chút này. Ở đây nó sẽ có cái gì là cái phần mà có cái khung màu xanh. Cái phần mà có cái khung màu xanh ấy, thì là mọi người nhìn thấy này, ở đây nó sẽ có một cái khung màu xanh này, xanh nước biển này, một cái khung màu xanh lá cây này, còn đây là một cái khung màu đỏ này. Thì với cái khung mà nó ở cái phần chiếu sáng của cái phần khung màu xanh lá cây ấy, nó chính là cái phần này, nó chính là cái đèn đúng không? Cái đèn mà nó được đóng khung bởi cái khung màu xanh này này, thì là mình hãy làm sao mình sẽ usui hai soku ni shite kudasai, là mình sẽ để cái màu nó nhạt đi, nó giống như là cái phần đóng khung màu xanh lá. Đấy, có là mình để cái phần kinjoku, là cái phần mà kinjoku là cái đèn này, nó có cái phần vàng vàng này này, nó giống như kiểu là kim loại này, cái màu kim loại này này, mình nani nani o nani nani ni suru, là để cái phần mà kim loại đấy nó có cái màu rất là nhạt nhạt, giống như là cái phần mà được đóng khung bởi cái màu xanh lá ấy. Đấy, nên là mình sẽ hiểu là mình sẽ để cái màu vàng của cái đèn này này giống như là cái màu vàng của cái phần này này. Đấy, mình cái vạ màu vàng này bây giờ là nó đang hơi đậm hơn này, đúng không? Nhưng mà cái màu vàng này thì nó nhạt nhạt này, nó chính là usui hai số cự đấy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái màu này nó thành cái màu này, sao cho nó khớp với nhau. Đấy,
ý nó là như vậy, nên là mình nhìn là phải nhìn kỹ này, mấy cái màu này này là mình sẽ phải để ý này, và cái phần mà đóng khung này thì là mình phải hiểu là cái hình ảnh ở đây nó sẽ có các cái đóng khung màu khác nhau. Tiếp đến là cái khung, về cái phần trung tâm của cái khung màu đỏ ấy, nó chính là cái phần màu đỏ này này. Cái mà được đóng khung màu đỏ này ở cái phần trung tâm hay phần chính giữa ấy, thì là mình để cái màu pink cự là cái màu vàng nó phớt phớt. Cái này là AY, pink cự là cái màu hồng phớt giống như là ở xung quanh. Đấy, thì mọi người thấy không? Ở cái phần trung tâm này mọi người thấy là cái phần trung tâm ở giữa này này, nó đang để một cái màu đậm. Thì bây giờ mình đổi nó thành ní stekodasai là mình chuyển nó thành một cái màu pink cự nhạt giống như là siêu, giống như là cái phần xung quanh ở đây. Đấy, thì là mình sẽ hiểu như thế nhá. Tiếp đến này, cái phần này. Cái phần này thì là mình sẽ bắt gặp rất là nhiều nó để thể hiện cái nuance sự khi mà mình làm việc. Thì khi mà người Nhật người ta yêu cầu một cái gì thì chắc chắn là người ta sẽ đưa ra các cái nội dung, nó bao gồm các cái nội dung như sau này. Bây giờ mình sẽ đi từ giữa rồi đi lên thì mình sẽ hiểu được cái câu này nhá. Là trong cái phần nội dung sửa nhá, Tekisto đây là các cái phần text, là các cái phần nội dung sửa, thì nó sẽ có bao gồm, bao giờ người Nhật cũng sẽ rất là cẩn thận, người ta đưa ra được là cái siêu c tên là cái điểm mà mình cần sửa này, cái lý do mà mình cần phải sửa là gì, và các cái điều mà mình cần phải áp dụng cho sau này. Ví dụ như là trong cái trường hợp này mình sẽ sửa như này bởi vì là như thế kia, nhưng mà tại sao mình lại phải sửa như thế, và sau này mình có áp dụng cái việc này trong các cái design tiếp theo hay không, trong các cái mông đai tiếp theo hay không, mình có áp dụng các cái kiến thức đấy, các cái điều chú ý đấy để mà cẩn thận trong những lần sau không lặp lại những cái lỗi đấy hay không, hoặc là không lặp lại những cái vấn đề đấy hay không. Nó chính là cái côn gỗ ní ikaste moraitai kiso no chisuki này. Có nghĩa là người Nhật người ta rất là cẩn thận. Nếu như mà mình chỉ có làm sao, mình chỉ có sửa mỗi cái phần feedback đấy mà không hiểu lý do tại sao, thì sau này gặp cái trường hợp tương tự thì mình sẽ lại tiếp tục gặp cái sai lầm như vậy. Thế nên là người ta mới nói rằng là gì, nếu như mà có cái phần nào mà mình không biết được là tại sao mình lại cần phải sửa như thế, rồi trong những cái trường hợp sau này nếu gặp những cái trường hợp tương tự ấy, thì mình cũng sẽ cần phải làm như vậy, thì mình sẽ phải hỏi ngay, mình phải hiểu rõ tận gốc xem là tại sao mình lại sửa như vậy, và sau này sẽ phải áp dụng trong tương lai như thế nào để không lặp lại những cái lỗi đấy nữa, hay còn gọi là đối sách lâu dài ấy. Nên là cái đoạn này, cái đoạn đầu thì bạn đang dịch đúng, nhưng mà cái đoạn sau ấy thì bạn đang không nêu bật được cái ý đấy, là việc không nêu bật được cái ý là nếu như mà mình chỉ sửa mà mình không hiểu ấy thì là sẽ không được. Nên là mình phải hỏi kỹ và hỏi rõ những cái điều đấy để mà lần sau không lặp lại nữa. Thì chị đang để ở đây là gì? Là gì? Na do arimasu desho ka? Thì ở đây chị sẽ để là gì? Mặc dù là tôi thì làm sao? Tê thực sự là đưa ra rất là nhiều các cái hình ảnh feedback cùng những cái nội dung chỉnh sửa. Tuy nhiên thì liệu là bên mình đang có cái nội dung nào mà bên mình còn chưa rõ hay không? Hoặc là liệu còn cái chỗ nào mà bên mình còn chưa rõ hay không? Liên quan tới các cái nội dung chỉnh sửa thì là tôi có đưa ra key size statement, là tôi có ghi rõ, đúng không? Tôi có ghi rõ ba cái điểm này, cái điều cần sửa, lý do tại sao, và những cái kiến thức chung đấy sẽ được áp dụng trong cái quá trình sau này như thế nào. Thế nên là nếu như mà mình không hiểu được ba cái thông tin này mà mình chỉ có sửa cái hình ảnh feedback thôi thì nó sẽ không không dốc cự arimasen, thì nó sẽ không được. Nên là nếu có cái gì chưa rõ thì nhờ bên mình hỏi ngay. Thế thì mong anh giúp đỡ cái việc đấy, thì là mình hiểu cái nuance sự của nó để có thể dịch và diễn giải được cho các cái bạn đẹp. Cái cuối cùng ở đây nó chính là một cái câu mà khá là dài và áp dụng về mặt cấu trúc ngữ pháp. Bạn dịch thì cũng khá là ổn rồi. Thì ở đây mình sẽ học được một số các cái cách để mà mình nhìn câu thôi. Thì gá đi, đây là cái dạng kết lửng này. Thì cái kết lửng như thế nào thì là mời các bạn xem lại các cái video trước của mình nhá. Là cái tập đoàn tên nó là tập đoàn Soten này này, thì là nó có 37 công ty với 37 ông giám đốc, đúng không? Rồi khác nhau về cái hình thức kinh doanh cũng như là kể cả các cái loại hình kinh doanh nữa. Ikken sư độ tội là thoáng nhìn thì là desga, đúng không? Cái là khi mà mình nhìn một cái câu ấy, thì mình chỉ nhìn theo khung thôi, thì là thoáng nhìn thì là nó cái tổ chức này nó rất là bara bara. Gọi là thoáng nhìn thì là nó không có được gọi là thống nhất, hay còn gọi là một cái tổ chức khá là rời rạc. Nhưng mà
ở đây nó có mô tô lý là dựa theo một cái vision, một cái triết lý kinh doanh chung. Đấy. Tiếp đến là ở đây mình sẽ thấy danh từ 1 này, danh từ 2 này, danh từ 3 này, sau đó lại Mirai O Kitai Sareta Soski Ga. Như vậy là cái danh từ 1 này, danh từ 2 này, danh từ 3 này, sau đó là gá, như vậy là đến đây nó mới là chủ ngữ này. Tiếp đến là so ten yakuin kai keten niyori hassin sareru shishin ni motozuki ichigan tonatte tsuki susunde imasu. Thì với một cái câu giải như thế này thì là mình hãy nhìn từ cuối lên thôi, là thoạt nhìn thì nó trông rất là làm sao rời rạc này, nhưng mà nó lại đang làm sao, nhưng mà nó lại đang dựa trên một cái triết lý và một cái tầm nhìn chung này. Tiếp đến này, 14 thành viên của hội đồng quản trị này, 34 thành viên của ủy ban chủ tịch này, đúng không? Rồi ban điều hành này, đúng không? Ban điều hành này, ban điều hành đấy thì lại bao gồm làm sao? Ban điều hành đấy thì lại được bao gồm bởi các cái giám đốc của mỗi công ty này, rồi chủ ban, chủ chốt, bao gồm các cái thành viên nòng cốt này, được kỳ vọng trong thời gian tới này, đều đang làm sao? Đều đang dốc lòng, dốc sức. Cái từ Ichigan Tonate ở đây là dốc lòng, dốc sức để mà thúc đẩy, đúng không? Cái từ Tsuki Tsusunde ở đây là thúc đẩy này. Rồi dựa theo gì, thúc đẩy hoặc là tiến lên ấy, hoặc là phát triển công ty dựa theo một cái phương châm, dựa trên một cái phương châm hay là một cái chủ trương là được làm sao, được Hashin Sade được là được ban hành bởi cái hội đồng quản trị của Soten. Đấy, thì cái câu này nó khá là dài nhưng mình chỉ cần dịch từ cuối lên và nhìn vào các cái từ mà đánh dấu đỏ đây là chúng ta có thể làm ra rồi, và bạn dịch ở đây cũng khá là chính xác, thì các bạn có thể tham khảo cái phần này dịch của mình, thì là mọi người sẽ nhìn ra được cái cách mà mình dịch từ cuối dịch lên và cái đoạn đấy nó được dịch như thế nào nhá. Thì là bài ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn vào cái bài sau, chúng ta sẽ cùng sửa ở những cái bài tiếp theo nhá.